Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Đây là lô kích điện Humax này. Em đợi rất lâu mới lấy được ít này. Đấy, thì ở video sau em sẽ giới thiệu về con kích điện Humax loại phiên bản mới nhất. Còn đây em giới thiệu đến các bác cái bóng điện tích điện. Loại này tích điện các bác nhé. Có công suất là 80W. Thương hiệu Kaizen. Một trong những thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam rồi. Sản xuất tại Việt Nam luôn các bác nhé. Ở bên trong là một cái sạc như điện thoại này. Đầu sạc các bác cắm vào cái lỗ sạc của cái bóng này là ok. Sử dụng cái bóng này ở những cái nơi mà hay mất điện rất tuyệt vời. Đây là tem bảo hành 12 tháng, thương hiệu Kaizen, công suất 80W. Còn đây là mã sản phẩm. Đấy, thì tí nữa em sẽ quay cái thông số kỹ thuật của nó để cho các bác xem. Ở núm đằng này có núm bật này. Đấy, rất sáng các bác nhé, rất sáng luôn. Đấy, nó có cái núm bật tắt bật, nó có ba chế độ sáng, chế độ to nhất, chế độ thứ hai và chế độ thứ ba. Thì các bác có thể sử dụng ở những cái nơi mà hay mất điện thì rất là tuyệt vời. Bác nào mua hàng thì lấy ít nhất 2 bóng em gửi nhé, bởi vì lấy 1 bóng em không muốn gửi thì lại mất cái tiền phí ship, mà lãi thì trả được bao nhiêu, bởi vì cái bóng này sử dụng rất tiện, rất tuyệt vời luôn. Đấy, ở đây nó có cái lỗ sạc này. Các bác chỉ việc lấy cái dây kia cắm sạc vào là xong. Các bác mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình, hoặc là các bác vào Shopee, các bác tìm kiếm Shop Solar là sẽ ra cái kênh của em nhé. Đấy, rất sáng các bác. Ở đây cái thông số kỹ thuật của nó các bác nhìn. Thời gian chiếu sáng là 6 đến 8 giờ. Dung lượng pin là 3000 mAh. Đặc điểm của pin này là pin 18650 nhé. Thời gian sạc là 6 giờ. Nhiệt độ màu là ánh sáng trắng. Cái này của tập đoàn Dạng Đông. Cái này nó của cổ phần của thằng Dạng Đông. Sản xuất tại Kim Trung, Hoài Đức, Hà Nội. Đấy các bác nhé. Sử dụng con này thì rất là tiện cho các bác mà vùng sâu vùng xa, những nơi hay mất điện. Đấy, nó có giao diện là USB này, sạc nhanh chóng và tiện lợi, chiếu sáng bền vững từ 6 đến 8 giờ. Rất tuyệt vời cho các bác mà ở nơi hay mất điện. Sử dụng con này rất tuyệt vời nhé. Nó có một cái móc như này. Đấy, các bác treo ở đâu được, cầm. Ví dụ muốn xuống bếp thì treo xuống bếp, lên nhà thì treo lên nhà, rất đơn giản. Đấy, thì video sau em sẽ quay cái kích điện Humax cho các bạn xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.